Hello anh chị nha, hôm nay gửi anh chị lô đất đầu tư ở chỗ này anh chị, 24m sau 40m, 1.000m2. Đất đây thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đất khu này dân thưa thưa ấy, không đông lắm đâu. Hiện tại thì họ đang trồng bắp ha. Đây, trồng bắp đất đai bằng phẳng nhé. Vuông vức 24m sau 40m, 1.000m2. Khu vực này thì tương đối là đông dân, cách đường quốc lộ đường liên xã Xà Bang đi láng lớn chỉ khoảng 200m thôi. Đó, đường bê tông, có điện, có nước đàng hoàng nhé. Đây thì dân cư ha. Có nhà dân họ như vậy đó. Cách nhà tí xíu. Đây. 24m sâu 40m nha anh chị nhé. Đất quy hoạch là đất cây lâu năm nhé. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu anh chị. Đang ngộp ngân hàng lắm luôn. Anh chị cần thông tin thêm thì alo cho mình nha.